Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Bài học từ cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần nói và nghe của bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Có câu, học thầy chẳng thầy học bạn, ngoài thầy cô, cha mẹ thì bạn bè cũng chính là những người mang lại cho chúng ta nhiều bài học bổ ích và thú vị, giúp các con cải thiện được bản thân, biết thêm được nhiều điều mới. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách nói về chủ đề học từ bạn. Để nói về những điều mà các con học được từ bạn, các con có thể tham khảo một số gợi ý như sau. Đó là khi nói, các con cần trả lời được những câu hỏi như con học được điều gì từ bạn? Con học từ bạn nào? Và vì sao con lại học bạn điều đó? Để các con có thể nắm được rõ hơn về cách nói thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số nhiệm vụ cụ thể. Đầu tiên, đó là kể về những điều con học được từ bạn. Các con hãy quan sát giúp cô 3 bức tranh sau. Ở đây, cô có 3 bức tranh nói về các hoạt động khác nhau. Đó là chơi cờ vua, nói trước lớp và bỏ bóng trúng rổ. Các bạn nhỏ trong tranh đã học được những điều đó từ bạn của mình và sẽ kể về nó. Các bạn ấy nói như sau. Cảm ơn bạn đã hướng dẫn tớ chơi cờ vua. Bạn này thì nói như sau. Tớ đã học được ở bạn sự tự tin khi nói trước lớp. Còn bạn này thì nói như sau. Nhờ có bạn mà tớ đã biết bỏ bóng trúng rổ. Trên đây là một số lời chia sẻ của các bạn về những điều mà các bạn ấy đã học được từ những người bạn của mình. Vậy để nói về những điều mà các con học được từ bạn, chúng ta có thể tham khảo một số mẫu câu như sau. Đó là cảm ơn bạn đã, tớ học được ở bạn, nhờ có bạn, hay được bạn hướng dẫn, tớ đã biết cách, nhờ bạn. Từ khi quen, tớ đã. Những ký tự A, B, C ở đây để thay thế cho tên của những người bạn mà các con đã học tập được điều gì đó. Còn ở những dấu ba chấm này thì chúng ta sẽ điền vào đó những điều mà các con đã học được từ bạn. Vậy sau khi đã nói được những điều các con học được từ bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đi chia sẻ cảm xúc sau khi học được những điều hay ấy. Vậy các con hãy cho cô biết từ chỉ cảm xúc nào phù hợp để nói về điều mà chúng ta cảm thấy sau khi học được điều hay từ bạn. À đúng rồi, chúng ta có thể lựa chọn một số từ chỉ cảm xúc như sau. Đó là vui hoặc là phấn khởi, tự tin hay thích thú. Vui, phấn khởi vì chúng ta biết thêm được một số điều mới. Tự tin vì từ nay các con đã có thêm được cho mình một số kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Hay cảm thấy thích thú vì từ nay mình đã biết thêm được những điều mới lạ. Trên đây là một số gợi ý của cô về những từ nói về cảm xúc khi học được điều hay từ bạn. Các con có thể tham khảo để đưa vào bài nói của mình nhé. Vậy bây giờ, các con hãy quan sát giúp cô hình ảnh sau. Từ hình ảnh này, các con hãy cho cô biết bạn nhỏ đã học được cách làm điều gì từ người bạn của mình. À, đúng rồi, đó chính là cách gấp chiếc thuyền bằng giấy. Vậy bây giờ, các con tiếp tục giúp cô hoàn thiện một đoạn văn nói về việc chúng ta học được cách gấp thuyền giấy từ người bạn của mình nhé. Chúng ta có thể nói như sau. Nhờ có bạn Đức mà tớ đã biết cách gấp chiếc thuyền bằng giấy. Đây là câu giới thiệu về điều mà chúng ta đã học được từ bạn. Tớ thấy rất vui và tự hào khi có thể tự tay gấp được thuyền giấy. Vì đó là món đồ chơi mà em gái tớ rất thích. Trong câu văn thứ hai này, ta tiếp tục nói về cảm xúc của mình sau khi học được điều hay từ bạn và giải thích lý do vì sao mà chúng ta lại muốn học điều đó. Cuối cùng là câu, tớ cảm ơn Đức rất nhiều,
thì các con cũng có thể thêm câu văn này vào trong bài nói của mình để bày tỏ lòng biết ơn đối với người bạn đã dạy cho chúng ta điều hay. Cô hy vọng qua video ngày hôm nay thì các con đã biết cách chia sẻ về điều hay mà các con học được từ người bạn của mình. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.